ngày 29 tháng 5, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã chính thức ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lên tới 52,9 độ C trong bối cảnh nắng nóng khắc nghiệt bao trùm các khu vực phía Bắc và phía Tây của nước này. Delhi đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất mọi thời đại là 52,9 độ C vào thứ Tư ngày 29 tháng 5 khi điều kiện nắng nóng khắc nghiệt bao trùm các khu vực phía Bắc và phía Tây Ấn Độ, khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn trong nhà. Văn phòng thời tiết cho biết, cảnh báo sóng nhiệt đã được áp dụng cho phần lớn Ấn Độ kể từ tuần trước nhưng hôm thứ Tư, nhiệt độ ở Mundaspur, một góc đông đúc của Delhi, đã vượt mốc 50 độ C. Thủ đô của Ấn Độ từng có nhiệt độ trên 45 độ C trong những năm trước nhưng chưa bao giờ lên tới 52,9 độ C. Những người lái xe kéo ở Delhi phải chờ đợi khách hàng trong cái nóng ngột ngạt khi người dân hầu hết tránh xa đường phố để tránh cái nóng thiêu đốt.